Rồi, 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 hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với team gọi là không phải xong hệ, lộn, tính nói xong hệ tam hệ, gọi là giác đấu, siêu linh và bóng tối. Ôi, cái trận này mới là cái trận nhức đầu đây. Chết, con đòn Dojo có mặt ở đây thì làm sao ta? Ôi, con đòn Dojo nó cứng, mà nó cứng ngắt luôn á. Không biết bằng cách nào tôi có thể xử được con đòn Dojo đây. Cộng với lại Sneasler hả? Sneasler. Tôi nghĩ tôi nên cho Clay Sha ra sân. Và sau đó là Indeedee cộng với Hatterene. Ok, tôi hy vọng là hợp lý nha. Ôi rồi ôi, tôi nghĩ là họ sẽ cho ra Ninetales nhỉ? Tôi nghĩ họ sẽ cho Ninetales ra. Ui chà, nhức đầu đây. Và bạn nào có thắc mắc là tôi đang chơi game gì thì tôi sẽ ghim cái phần link game ở bên phải bên trái màn hình đó, game Pokemon đấy, bạn nào vẫn còn thắc mắc. Ok, con Don Dojo, con Don Dojo tôi sẽ protect để con làm gì. Tuyệt. Bước đầu đoán đúng được ý đồ của nó. Giờ mình Sunny Day lên, tôi không biết là mình có hợp lý hay không. Cái đó là tôi không biết thiệt. John. Ok. Sacred Sword vô. Sẽ ra hành thể. Nó hệ ma quá. Hệ cỏ à. Ôi da, con Dodozo nó cứng thế. Ai? Ui chà chà. Ok, lấy một đôi một. Ôi giời. Nhưng mà bên họ đã mất Terra rồi. Mà bên kia thì đang có đi đi. Ninetales. Ok. Ok, tôi chắc chắn là mình phải gọi trời nắng ra rồi đó. Chứ con Don Dojo này mà cho nó dựng thêm Aurora Veil nữa chắc mình ngủm luôn á. Rồi Trick Room. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Đừng có hòng mà dựng tường với anh. Oh.
Thật ra tôi ước gì con macro của tôi ngủm lượt này. Hay gì là nó ngủ. Bấm lộn nữa. Vô, trick room. Ủa vô, psychic. Giờ tao có magic bounce. Mày thử mày ru ngủ tao đi. Yeah. Ủa nó không ru ngủ. À nó không ru ngủ con in. Tuyệt. Rồi bây giờ tôi nghĩ là mình sẽ Ken đi đi ngủ ngủ đi ngủ ngủ đi cưng. Để chị cưng giúp cưng xử lý cái tụi này mới được. Spending Force và Psychic. Tôi mang theo Psychic Terrain tại vì tôi đã bị con Rillaboom xử quá nhiều. Đáng ra nếu mà hợp lý, nếu mà bình thường là mình mang Helping Hand đúng không? Mà tôi hay bị đè bởi môi trường cỏ quá. Con gì? Con gì ra đây? À, ok. Nó có... Gonna focus chance. Spending Force thêm lần nữa, mình đang nhanh nhất mà đúng không? Con kia cũng đâu làm việc gì nữa đâu. Tôi nghi cái với cái sự mà không may mắn của tôi là con Indeedee này nó ngủm thêm, nó ngủ thêm lượt nữa quá. Người ta quýnh mà sao mày không đỡ? Khỏi dựng tường nha mày. We never cry. Ôi. Ôi. Nên nó ngủ luôn. Đã nó ngủ luôn. Mà con Donozo nó cứng nhờ. Thật sự luôn á. Tôi ghét cái con này ghê, bữa nào phải xài nó mới được. Nó còn cái gì để nó đâu có làm được gì được mình đâu đúng không? Rồi đi đi, mày dạy giùm tao cái được con mini đi. Dạy lượt này. Hãy xin hãy dạy lượt này. Rồi. Rồi, hình như là hết Psychic Terrain rồi. Mà trick room vẫn còn thì phải. Nhưng mà nó đâu có đặt. Nó đâu có gì đi đi à. Đi đi. Mày ngủ hình như ba lượt rồi mà. Đúng không đi đi? Mày ngủ ba lượt rồi, mày follow me giùm tao một cái đi 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 à. Yeah.
Yeah, còn sống, được. Ê, nhưng mà có cảm giác nó không thể nào xử được con Donozo. Trời ơi trời, còn có một miếng máu à Donozo à. Chết giùm tao cái, chết giùm tao luôn. Yeah, perfect. Phải vậy chứ, chứ sao mà mày lì được vậy. Ôi trời ơi, tôi thoát tim. Trời ơi, tim tôi. Rồi, và chúng ta qua trận tiếp theo. Ô, tuyệt vời, còn bên kia là đội hình gì vậy? Sao nhiều con hỗ trợ quá vậy? Chắc con mấy con đó hỗ trợ cho con Cerulege. Ok. Rồi, nếu mà Cerulege thì chúng mình gì ạ? Chúng mình phải có Macro. Tôi nghĩ là đi chung với lại Sneasler đi. Và Incineroar đi chung với lại, khó hiểu bên kia tính làm gì ta. Có ai cho tôi biết bên kia tính làm gì không? Indiri nhờ. Indiri con chưa tính làm gì vậy? Thật khó hiểu. Chắc cái đội hình bên kia là để hỗ trợ cho Cerulege đó, mà tôi không biết là nó sẽ hỗ trợ như thế nào. Mấy bạn này tính làm gì vậy ta? Con Riolu bên kia đem gì mày làm gì ta? Mày có trời mới biết đó, thiệt. Thật sự có trời mới biết. Tôi nghĩ sẽ die claw cho con EDD cái đã. Ước gì tôi biết nó tính làm gì. Coaching. Oh my god. Ê, cái này con muốn làm gì tôi cũng không biết làm gì luôn á. Oh, bait and pass. Khoan, nó bait and pass vậy chẳng lẽ. Nhưng mà nó có cách nào để hỗ trợ tốc độ cho con Cerulege không? Nó đâu có follow me đâu nhỉ? Hay là một có cái điều gì đó mà tôi không nghĩ ra ta? Họ tính làm gì vậy? Venom pass rồi. Họ vẫn sẽ dùng coaching hả? Hay dùng ok Terra hình thể. Có thể Terra hình thể tiên. Ok, thế ra hệ cỏ. Hồ được tốc độ không? Họ không hỗ trợ tốc độ luôn á. Ok, build a plate. À đúng rồi, bên impasse cho nên nó lượt sau nó vẫn còn sử dụng được. Ok. Ok bạn, tôi hiểu bạn. Tôi hiểu bạn muốn làm gì rồi. Không, thật sự tôi cũng không hiểu bạn lắm. Nhưng mà thôi, tôi ráng, tôi chịu bạn nhỉ. À, con Willow chắc có quick attack. Ủa không hả? Ủa?
đúng rồi, nó đâu có quick attack được. Khùng đang môi trường tâm linh mà quick attack cái gì ở đây, trời đất ơi, cứng thế, tuyệt vời. Khỏi nha con, chủ chốt đi rồi nha. Teleport follow me. Ok, nó nhanh hơn mình, nó nhanh hơn, nó nhanh hơn tụi mình. À, tôi nghĩ là tôi sẽ cho Incineroar ra. Và mặc dù nó không dùng chiêu ưu tiên được, nó không dùng chiêu ưu tiên được mà, nó short chop được mà đúng không? Ráng xử con Indeedee coi, hy sinh con Sizzler để xử con Indeedee coi. Bye bye mày. Con kia tính làm gì? Lich Seed? Ok. Ok, được. Vậy được rồi. Sinister vậy quá được rồi. Ok. Tôi nghĩ bên kia nên đổi con Riolu. Con Riolu nó không có hợp lý gì trong cái hoàn cảnh này hết. Tôi sẽ knock off vô con quên tên rồi. Tôi quên tên của nó là Comfey. Ok. Coaching ok luôn. Bạn muốn làm gì cũng được hết. Ủa sao nó lại nhắm vào Indy nữa vậy? Ok, focus shots hả? Hợp lý. Mày ngủm giùm tao một cái. Rồi, tôi nghĩ tôi sẽ fair blitz vô con tôi không biết bên kia tính làm gì. Chắc bạn này đang test team nhỉ? Hãy nói với tôi là bạn đang test team đi. And ôi, ê con Comfey này nó cứng dữ bay. Ủa tôi nhớ sinh lực con Comfey nó cũng không có nhiều. Tôi nhớ là sinh lực con Comfey nó không có nhiều luôn á. Ghê thật. Ủa sao nó nhắm vô Indeedee hoài vậy? À. Ủa. À. Ủa. Ờ. À. Như đặc tính của nó không cho phép nó sử dụng vô con Incineroar. Ủa nhưng mà lúc nãy trong môi trường tâm linh nó cũng xài được mà, chắc tôi phải kiểm tra lại đặc tính try art này của con Comfey quá. Sao lúc nó xài được, lúc nó xài tới nó chưa đó chưa ưu tiên thì đâu có xài được trong môi trường tâm linh đâu nhỉ? Nhưng mà tôi có cái gì mà tôi không rõ về đặc tính try art ta.
Synthesis, ok bạn. Ôi trời, nó lì. Ok, bạn này đánh tới cùng. Tuyệt. Tôi cũng gọi là tôi chúc mừng bạn, bạn đánh tới cùng. Rồi đó. Rồi. Càng tén kêu trận đầu tiên. Rồi, và chúng ta đến trận tiếp theo. Tiếp theo đang có Rotom Wash hả? Lâu quá không thấy Rotom Wash nha. Wash Luna. Ôi dồi ôi, hai đồng chí Incineroar với lại Rillaboom đi chung với nhau rồi. Có vẻ chúng ta... Ủa? Có Wash Luna đó đâu đi chung với con nào dựng Trick Room vậy? Thì con Wash Luna đó không dựng Trick Room hả? Thì tôi không nghĩ là mình nên dựng Trick Room cho hai con đó nhờ ha. Tôi nên làm gì đây? Sao tôi cứ nghi ngờ? Tôi cứ ngẫm nghĩ hoài vậy. Quan trọng là mấy con đó không có con nào có defiant. Hết giờ rồi. Vô. Cái huông là tôi thấy tôi chọn 4 con này mà tôi cứ thua hoài. Tôi cảm giác tôi chọn 4 con này là mỗi lần tôi chọn 4 con này là tôi thua hoài luôn. Vô nè. Mọi người đang chứng kiến cuộc đấu của những con Pokemon đó nha mọi người. Đây là game Pokemon nha mọi người. Rồi, ok. Tôi nghĩ con Sinister bên kia có thể có phải cao. Protect cái đã. Nó không bay cao. Coaching. Nó tính làm gì với con Dragonite vậy? Scale shot. Ok, hiểu. Tôi hiểu bạn luôn bạn ơi. Coaching. Tôi nên Terra nhỉ? Tôi nên Terra và tôi dùng... Mặc dù Terra vậy thì khá là đáng sợ vì con Sizzler bên kia nó có thể nó dùng Close Combat là ngủm luôn. Nhưng bằng một niềm tin không lung lay. Ấy da, đau Claw, đừng ngủ là được. À không, không sao, không gì hết. Không có vấn đề gì hết. Oh yeah. Yeah. Rồi tôi sẽ dùng theo Win. Và tôi dùng Cycle Cut. Rất có thể là con Glay sẽ đi. Thôi tôi xử con Dragonite chứ anh xử giết điểm con Dragonite không đi. À, Extreme Speed à.
Yay. Và tụi mình sẽ đi Glady đi rồi. Biết vậy khỏi chơi ra bà nội. Ủa? Ê, đừng chết lúc này. Đừng. Do. Do not. Yeah, he do. He dead. Ok. Không sao, không sao. Không sao, không sao. Actually là không sao. The Rank Master con nào vậy? Ok, Rillaboom The Rank Master hả mày? Ok luôn. Phải cao thì tôi nghĩ nó sẽ phải cao con... không, con Sizzler giờ đáng sợ nhất cho mình. Mình sẽ protect để bảo vệ. Khi nó Terra hệ gì vậy? Terra, con Rillaboom hệ nước. Hệ lửa, ok. Ok bạn. Nó làm gì vậy? Đó, phòng trường hợp. Phòng trường hợp mày làm gì? Phòng trường hợp mày dùng... mày có Focus Shots. Ê, mình còn Tailwind, mình còn Tailwind đúng không? Mình vẫn còn Tailwind. Oh, nó Protect à? Ok, mình quên vụ này. Quên vụ này thiệt. So fast. I hold. Oh yeah. Ủa, mình còn theo win không? Mình còn một lượt theo win. DM. Xin lỗi mọi người, DM. Cái này là được, được. Tôi xin phép. Tôi xin phép làm gì? Tôi xin phép là sai câu kết. Tính biệt. Trời đất ơi. Hên quá. Tưởng mình hết lượt theo win rồi chứ. Không, ok, không có ý nghĩa gì hết, nhưng mà mình được. High horsepower. Rồi, hết tailwind. Giờ chúng sinh bình đẳng rồi. Ai nữa vậy? Ok. Nó có. Tôi không biết bên kia có protect hay không. Oh my god. Tôi nghĩ tôi sẽ protect cho Glay lượt này. Bên kia rất có thể protect. Nhắm vào hết Clay luôn. Rồi. Giờ Sacred Sword. Trời ơi, làm ơn. Đừng protect. Sao mà mình ép người ta không protect được. High horsepower, biết rồi. Nào. Sacred Sword. Cho mày chết. Tuyệt. Lay quá mạnh.
Glenn mà gặp mà khắc tinh của nó là quá mạnh. Vậy ấy đội hình này cũng đâu có thua lắm đâu. Ủa sao nãy giờ bên kia không xài? Bên kia có xài Crashy Clyde cũng đâu có được gì đâu. Ok, thế là cuối cùng chúng ta cũng có một màn thắng với lại cái đội hình 4 con này. Tuyệt